Vâng, đại thanh audio gửi lời chào tới toàn thể các bác nhá. Trong clip ngày hôm nay thì em Thanh sẽ quay chi tiết cho anh em về một con đẩy ba kênh của thương hiệu Lắc. Con này thì mặt nhôm trắng rất là đẹp. Đấy, chiếc FB. Con này thì có một cái nhược điểm của nó là em làm mất một cái lưới tản nhiệt ở đây rồi. Đấy, thế nên em sẽ bán nó rẻ thôi. Con này em sẽ bán giá 5 triệu bao ship cho anh em. Đấy. Với công suất rất là đẹp, và con này thì linh kiện của nó khá là chất luôn, kín hết cả vỉ. Với công thông số kỹ thuật của nó như sau, anh em có thể quan sát này. Con này nó cho ra là 2 x 400W ở 8 ohm cộng với lại 900W ở 8 ohm, tức là nếu mà đánh ở 8 ohm thì con này nó sẽ là 400W một kênh nhân với 2 kênh ở đấy loa, còn 900W để đánh súp thì con này anh em có thể đánh tất cả các loại loa bát 30 mà công suất nó tầm 300W, anh em đánh rất là ok này, tối thiểu 300W anh em đánh ok. Và con súp thì anh em có thể đánh những con súp 40 hoặc 50 súp hơi, thì ở đây nó ghi rất rõ đường này 1, 2, 3 đường vào này 1, 2, 3 đó. Với linh kiện con này thì cực kỳ chất luôn. Đó, nó sử dụng là sò NJVK tụ rất là gấu, 10.000 microfarad 63V, nguồn thì to đại bác luôn, con nguồn này của nó phải là 22 cm, mạch kín vỉ. Đó, con này thì anh em có thể chơi tốt dòng loại bát 30 và súp 40-50 rồi. Đấy, em sẽ bao zin đẹp nguyên bản cho anh em, zin đẹp nguyên bản. Đấy, quạt thì nó có 2 quạt phía trước này. Con này thì với cơ bản nó cũng không được gọi là mượt mà lắm, kể cả dây nó là nó đã bị đứt thì em phải thay bằng cái dây khác xịn sò, anh em yên tâm dùng. Đấy, còn điểm trừ nữa là cái căng này nó mất một cái. Đấy, đây là em bán rẻ rồi, con này 5 triệu bao ship. Anh em nào mà có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em Thanh nhé. Đấy, clip này em chỉ làm ngắn thế này thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo.